Teresa Phương Anh xin được kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình giải đáp hôn nhân gia đình số thứ tư của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thưa quý vị, như vậy là một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ tư. Chúng tôi rất vui vì đã đón nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a.gmail.com. Và nếu như quý vị có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi về cho chương trình để chúng tôi có thể tiếp tục trả lời cho quý vị. Và ngày hôm nay để trả lời những câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình thì chúng ta hân hạnh được gặp lại cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải đến từ dòng thừa sai Đức Tin. À, chúc con kính chào cha. Chào chị Phương Anh. Chào quý vị khán giả. Cái à, thưa cha trong tuần vừa qua thì chúng con có nhận được một số câu hỏi và một trong những câu hỏi đó là thưa cha cha có thể cho chúng con được biết là đối với giáo phận Phú Cường thì khi muốn kết hôn ngoài việc học giáo lý hôn nhân và xuất trình bằng giáo lý hôn nhân à, thì đôi hôn phối cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì ạ? Thì theo sự hướng dẫn của giáo phận Phú Cường chúng ta đôi hôn phối cần phải xuất trình các giấy chứng nhận sau. Đối với người công giáo thì họ phải xin giấy chứng nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức nơi mà mình đã lãnh nhận các bí tích này. Giấy này xin nơi cha xứ nơi mình đã lãnh nhận các bí tích. Giấy này chỉ có giá trị 6 tháng tính đến ngày cử hành hôn phối. Dạ vâng, nếu như mà đương sự xin quá 6 tháng rồi thì chắc là giấy này sẽ không còn hiệu lực nữa đúng không cha? Thế thì khi cử hành hôn phối xong á thì cha xứ nơi cử hành hôn phối sẽ cấp một giấy chứng chỉ hôn phối. Giấy này được gửi về nơi đôi bạn lãnh nhận bí tích rửa tội. Cha xứ nơi đôi bạn rửa tội phải ghi vào trong cái sổ rửa tội là đôi bạn đã kết hôn ở đâu với ai và có hai người làm chứng tên là gì. Chính vì vậy mà khi đương sự xin giấy chứng nhận rửa tội lần sau á, thì cha xứ sẽ biết ngay là họ đã kết hôn rồi. Chính vì để chắc chắn là họ chưa kết hôn từ khi xin giấy chứng nhận rửa tội nên giấy này chỉ có giá trị 6 tháng. Nếu là người kỳ tư hữu không phải là người công giáo ví dụ như là những người theo tin lành chính thống giáo hay là anh giáo thì họ cần phải có giấy chứng nhận rửa tội nơi giáo đoàn mà họ được rửa tội. À dạ thưa cha, à, theo như câu trả lời của cha thì người tin lành chính thống anh giáo cũng được kết hôn với người công giáo hả cha. À, bây giờ con mới được nghe đến cái trường hợp này ạ. Ở Việt Nam của chúng ta thật sự thì cũng nhiều người chưa có biết những cái điều này. À, đương nhiên là chúng ta thấy có những cái kết hôn với các đạo khác nữa những cái trường hợp này được gọi là những hôn nhân hỗn hợp thế thì hôn nhân hỗn hợp này đôi hôn phối phải xin thêm cái giấy gọi là giấy miễn chuẩn kết hôn hỗn hợp do đấng bản quyền địa phương cấp căn cứ theo các điều luật trong giáo luật từ 1124 đến 1126. Tiếp theo thì đôi hôn phối mình cần phải xuất trình cái giấy chứng nhận gọi là giấy chứng nhận độc thân do ủy ban nhân dân phường xã nơi mà đăng ký hộ khẩu thường trú á, thì họ sẽ cấp cho mình cái giấy đó. Họ cũng cần phải nộp những cái bản sao giấy đăng ký kết hôn dân sự nữa. À dạ. À, vâng thưa cha, khi mà đăng ký kết hôn thì nơi đăng ký kết hôn sẽ giữ lại giấy chứng nhận độc thân của đương sự. Họ tránh xảy ra trường hợp đương sự có thể cầm cái giấy tờ đó để đi đăng ký kết hôn với một người khác nữa đúng không cha? Thế thì chị Phương Anh đúng rồi. Chúng ta thấy điều này là đương nhiên thôi. Cho nên trước khi đăng ký kết hôn á, thì bên không công giáo mình cần phải xin giấy chứng nhận độc thân trước này. Sau đó mình photocopy lại giấy chứng nhận độc thân này, mình nộp cho trả xứ. Rồi sau đó mình qua bên phía công giáo mình đăng ký kết hôn. Vì bên phía đăng ký kết hôn biết là cái người bên họ còn độc thân nên không cấp giấy chứng nhận độc thân cho họ nữa mà cho đăng ký kết hôn luôn. Chính vì vậy mà phía bên không công giáo cần xin giấy chứng nhận độc thân trước, rồi photocopy lại gửi cho cha xứ nơi mà mình chốt bị cái hồ sơ kết hôn á, thì sau đó mình mới đi xin đăng ký kết hôn. Dạ, vâng thưa cha, như vậy thì tại sao bên không công giáo lại cần nộp giấy chứng nhận độc thân thưa cha? Bên phía công giáo á thì có sự quản lý mình rất chặt chẽ và kỹ cả của giáo xứ rồi những người thân của họ và nơi ở đó thì lại có số rửa tội nữa nên mình dễ xác nhận cái tình trạng độc thân của đứng sự hơn nhưng mà phía bên không công giáo thì khó xác định lắm bởi cái người mà chỉ có xác định rõ ràng nhất đó là chính quyền địa phương của họ mới biết rõ họ như thế nào cho nên là trong cái giấy chứng nhận độc thân đó, thì rất ghi rất rõ người này còn độc thân và chưa đăng ký kết hôn lần nào hoặc là họ ghi rất rõ là người này còn độc thân và kết hôn lần thứ hai hoặc là lần thứ ba trường hợp này thì người bên lương khi họ kết hôn dân sự hôn nhân của họ mình được giáo luật hoặc giáo hội mình công nhận đó là một cái hôn nhân tự nhiên nhưng nếu muốn kết hôn với người công giáo thì đương sự phải tuân theo các điều khoản trong giáo luật 1.143 và 1.144, họ phải theo đạo Công giáo, xin rửa tội và phải xin đặc ân. Thánh Phaolô nơi đấng quản quyền địa phương thì hôn nhân sau đó mới thành sự được. Ngoài ra thì họ cần phải viết cái tờ khai hôn phối. Giấy này được thực hiện khi làm hồ sơ kết hôn tại giáo xứ trước sự chứng nhận của cha xứ dạ vâng chúng con cảm ơn cha à, như vậy thì ngoài những giấy tờ đó ra thì còn cần giấy gì nữa không ạ hình như là con còn nghe đâu đó có giấy là giấy ra hôn phối nữa phải không cha à, đúng rồi chị Phương Anh việc ra hôn phối cái quan trọng đó là nhằm mục đích mình để cho cộng đoàn họ cầu nguyện cho đôi hôn phối à, mình được chuẩn bị cái tâm hồn một cách xứng hợp trước khi họ à, kết hôn. Đồng thời, việc ra hôn phối cũng để hỗ trợ cho à, việc điều tra hôn phối về cái tình trạng độc thân của hai đương sự này này. Sau khi hoàn tất các hồ sơ cần thiết đó, thì cha sứ nơi cử hành của hôn phối sẽ thông báo tới những nơi cần thiết để ra hôn phối. Những nơi đó là nơi giáo sứ cả hai đương sự đang sinh sống hoặc là nơi mà hai đương sự đã sống một thời gian rất là dài rồi kể từ khi đương sự đã 18 tuổi rồi cũng được rao ở nơi mà đương sự đã được rửa tội việc ra hồn phối sẽ được rao 3 tuần tức là ba chủ nhật liên tiếp trước khi mà họ kết hôn à, dạ như vậy thì thưa cha cho con hỏi tiếp là nếu như mà đương sự đã được rửa tội ngay từ bé sau đó đi một nơi khác rồi thì có cần rao ở nơi đó nữa không thưa cha? Cái việc này vẫn cần vì đương xứ có thể là mình đi từ nhỏ rồi nhưng mà bà con, anh em, những người thân của họ vẫn còn sống ở đó Họ vẫn có thể là biết rõ về đương sự như thế nào. Hoặc là có khi đương sự đã xin giấy rửa tội nhưng mà khi cử hành hôn phối xong nơi cử hành hôn phối quyền lại không cập mật cái giấy đó nó gọi là giấy chứng trị hôn phối ấy. hoặc là có cấp nhưng mà nơi rửa tội lại quên không ghi vào trong cái sổ rửa tội của mình khi mở sổ ra thì vẫn không thấy ghi chú là đương sự đã kết hôn rồi dạ vâng thưa cha như vậy thì à, theo như câu trả lời của cha thì thủ tục xin kết hôn gồm có à, giấy chứng nhận giáo lý hôn nhân à, giấy chứng nhận rửa tội và thêm sức à, giấy chứng nhận độc thân và giấy đăng ký kết hôn à, rồi viết tờ khai hôn phối ra hôn phối giấy miễn chuẩn khác đạo dành cho người xin chuẩn khác đạo À, giấy ban đặc ân thánh phaolô nếu cần à, giấy miễn chuẩn kết hôn hỗn hợp nếu cần à, đúng không thưa cha đúng rồi chị phương anh chính xác kính thưa quý vị với những nội dung vừa rồi thì chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ tư cũng xin khép lại tại đây nếu như quý vị có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a gmail com mến chúc quý vị một tuần mới an lành trong chúa còn bây giờ những người thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại